Thưa quý vị, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam phối hợp với tàu QNA-94916TS và tổ đội tàu đã nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn kịp thời một thuyền viên trong tình trạng sức khỏe suy yếu sau 28 giờ trôi dạt trên biển. Khoảng 1 giờ 18 phút ngày 7 tháng 3 năm 2024, lực lượng cứu nạn hàng hải cùng đội ngũ y bác sĩ tiếp cận tàu QNA-94916TS đã cấp cứu tại chỗ nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương, suy hô hấp, kiệt sức, không phản ứng với các biện pháp kiểm tra lâm sàng. Sau khi trải qua ca cấp cứu, nạn nhân tiếp tục được chuyển lên tàu SR-412 để được chăm sóc y tế đặc biệt và khẩn trương đưa về bờ. Nạn nhân Hoàng Minh Nhơn đã được đưa về Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng để điều trị. Trước đó, ngày 4 tháng 3 năm 2024, thuyền viên Hoàng Minh Nhơn, sinh năm 1998, quê quán Thăng Bình, Quảng Nam, thuộc tàu QNA-94916TS bị lật thúng rơi xuống biển.